Đây là mai cúc thọ hương luôn cả nhà ơi. Cái lô này cũng đang có nụ và nó cũng rụng ít lá nè. Cây này cứng cáp lắm nha cả nhà, cao khoảng cỡ là 6-70cm á. 70.000 một cây ha. 4 cây em Huỳnh bao, 5 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây tặng một, quý khách có thể lấy với loại khác. Cây này nó cứng cáp lắm cả nhà. Nhìn nó già cây lắm ha. Rồi. Có một số nó đang nở hoa nữa nè. Đó, 5 cây là em bao ship ha. Và có thể lấy mỗi loại cây. Mỗi loại cây cũng được cả nha. Đây. Cái này nè. Nụ quá trời luôn nè khách ơi. Đó. Cái này em cho mình xem mặt hoa nè. Đó, họ hương nha. Nhiều lắm, số lượng nhiều lắm ha cả nhà. Lợi chỉ có 100.000 cây và 3 cây là em bao ship 10 cây em tặng một. Thì do cái giống này á, đang được sưu tầm rất là nhiều nên nó cũng hút hàng ha. Nên là bên vườn Huỳnh á, cây thì cái lô này nó cũng không có cao lắm. Cái tầm khoảng cỡ gang tay của Huỳnh nè. Đó. Và được ghép với những cái gốc quấn rễ á, to nhỏ lớn bé khác nhau ha. Đó, mà có quấn rễ như thế này. Có quấn rễ hết trơn luôn á cả nhà. Và Huỳnh thấy á, một số á thì nó đã hơi ửng cái màu da lương rồi. Cây nó ngã ra xanh xanh như vậy nè, thì nó đã hơi già già rồi ha. Cả nhà có thể sưu tầm thêm mình lấy bo nha. Đây cả nhà, một cây như vậy có 100.000 cây nè. 3 cây là em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Đây ha, có nói chung là nó quấn rễ đa dạng. Và cái dòng bình lợi này là sinh trưởng rất là mạnh ha. Đọt của nó là ra đọt non đỏ đậm nha. Đó. Gốc nhớt siêu bông bình lợi nó đang nở hoa và có những cái búp rất là to nè cả nhà. Rồi cây này em Huỳnh nếm được 15 cánh nha. Dao động số cánh của nó là từ 8 cho đến là mười mấy cánh, 16, 17 cánh luôn. Và rồi quý khách nhìn xem nè, cánh nó rất là đẹp, không bị thâm nhập nè. Và lâu tàn dữ lắm luôn, bông chùm nha. Cái này rụng hết mấy cái rồi nè. Đó, cái này được 4 cái ha, 4 cái bông luôn. Mai nhị Ngọc Toàn khách ơi. Và trộm phía hôm nay nó có cái mấy cái bông nó đang nở hoa nè khách. Đây, đây là một cái loại dạng là mai đột biến nha, dòng dảo đột biến nè, cả nhà thấy nè. Nó có một cái cánh này nó hơi điểm vàng. Và một số thì nó sẽ là màu kem nè, ở giữa là vàng ha. Thì đây là cái dòng mai nhị Ngọc Toàn đang được rất là nhiều quý khách sưu tầm hiện giờ luôn. Đó, rất là đẹp, hoa thơm, bông chùm đó nha cả nhà. Rồi, Huỳnh đang có cái lô này nè cả nhà, nó cực kỳ là cứng cáp. Và mình có thể là sưu tầm làm giống được nha. Cây thì nó cao trung bình tầm khoảng cỡ 25 cho tới là 40cm. Nó đa dạng cái kiểu gốc luôn. Đó, gốc nó đa dạng như thế này luôn ạ. Có khi thì rễ này, có khi thì rễ này. Nói chung là lộn xộn nha quý khách. Rồi 100.000 một cây. 3 cây là em Huỳnh bao phí vận chuyển. 10 cây á là em Huỳnh sẽ tặng một cây cả nhà. Mai thọ hương lá cẩm thạch. Rồi trộm vía thì có một cái bông nó nở nè cả nhà. Đây, hoa màu vàng kết hợp với cái lá non á là màu hồng phấn, loang nhẹ cái màu xanh nhìn rất là lạ mắt. Và cái dòng mai này sinh trưởng thì nó cũng mạnh ha. Nó giống với thọ hương lá xanh vậy đó cả nhà. Nó đột biến từ thọ hương lá xanh ra ha. Rồi cây này bây giờ nó cũng khá cứng cáp rồi. Em thấy nó cũng có một ít kèo nhỏ nè. Và cái thân giữa của nó cũng khá là mập mạp. Quý khách có thể sưu tầm mình lấy bo hoặc mình trồng đất. Đa phần thì Huỳnh ghép với những cái gốc đó là quấn rễ rất là quái luôn. Với cái màu lá cẩm thạch trắng trắng xanh xanh hồng hồng. Thì phải nói cái dòng mai này là rất là tuyệt vời. Mình vừa có thể chơi lá vừa có thể chơi hoa được. 70.000 một cây, 4 cây 280 là em Huỳnh bao phí, 10 cây em tặng một. Quý khách có thể là tham khảo mình kèm chung với những cái cây khác, những cái loại mai khác ha, trong vườn của Huỳnh. Rồi cả nhà thấy nè, đại đa số các gốc này nó cũng cứng cáp, nó to hơn những cái ngón tay của em ha. Quý khách nhìn xem nè, cây đang nằm trong chậu C6 luôn nha. Đế rất là lạ và quái luôn ha. Là lô mai sữa xoắn. Thấy là đọt non nó ra nó quăng nè. Mình không có dùng cái dây kẽm để mình uống ha. Và nó quẳng cả thân luôn. Đó, nó quẳng cả thân luôn cả nhà. Đây, hoa của nó đạt từ 7 tới 12 cánh nha. Bông chùm chùm luôn. Cái này thì Quỳnh không có lãi lá. Và thời điểm này thì Quỳnh có cái lô này để cho quý khách sưu tầm trồng đất hoặc là mình lấy bo luôn. 100.000 một cây ha. 3 cây là em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây thì em tặng một luôn. Đó. Một số cây em cho cả nhà xem một số cây như thế này nè, cứ 3 cây là bên em bao ship ha, 10 cây em tặng một luôn. Nhị Ngọc Toàn lá cẩm thạch. Thì nó giống với lại cái hoa của nhị Ngọc Toàn lá xanh vậy đó cả nhà. Nó cũng là một cái dạng đột biến, hoa có lúc thì là màu kem, màu vàng, ở giữa nó có viền vàng hoặc là có khi có cánh vàng, cánh kem. Đó là một dạng đột biến của nhị Ngọc Toàn.
Thì khi mà cái lá nó được như vậy nè, lá nó cũng là một đột biến về lá nữa cả nhà. Thì cái lô này á, là của Quỳnh, nó cũng mới á, ghép nó cũng trong thời gian ngắn. Nên á, nếu như mà quý khách mình muốn sưu tầm giống á, thì chịu cực mình chăm thêm giúp em. Rồi cây này hiện tại bây giờ được ghép với những cái gốc rất là to luôn đây nè, to hơn ngón cái của em nha. Đó, nó to nó khỏe nha cả nhà và rất là đa dạng luôn. Rồi những cái bo này nè, có một số á, thì nó sẽ là màu da lương như thế này. Mình về mình sưu tầm ít hôm để mình ghép được. Còn một số nó vẫn còn màu xanh như thế này thì về với khách mình chăm thêm, tưới dưỡng rễ và để trong mát giúp em. Trong mát có thể là để trong cái lưới mùng, lưới che cả nhà, hoặc là ở dưới bóng râm ha, chứ không phải là ở trong nhà nha. Trong nhà thì nó không có ánh sáng thì cây nó không có tốt ha. Rồi, thì giá thể của em giữ nguyên và mình chỉ có là tưới dưỡng rễ với là N3M với là Atonis. Phần lá thì mình xịt Antracon hoặc là Men Rosette kết hợp với sâu bọ trĩ giùm em. Thì cái đó là cách chăm đối với những cây á, là những cây giống, những cái cây mai giống nha. Bởi vì nó cũng là giống mới nên là Quỳnh không có được những cái cây nó cứng cáp và nó già. Thì chịu cực mình chăm thêm nếu mình muốn sưu tầm giống mới. Cây hiện tại bây giờ là cao tầm khoảng cỡ hơn một gang tay của em ha. Rồi, hai cây là 300 cành em Huỳnh bao phí, 10 cây em tặng một. Và quý khách có thể lấy cây này kèm với những cái loại mai bên vườn của Huỳnh nha. À, bên vườn em thì có những cái giống khác nữa. Thì theo cái quy luật là những cái giống cũ thì nó sẽ già mùa hơn và nó cứng cáp hơn. Nó sẽ có được những cây á, là liền cốt. Còn đối với những cái giống mới thì không thể nào mà có được những cây già mùa ha. Với cách chịu cực chăm thêm giúp em nếu mình muốn sưu tầm giống mới. Kể cả những cây giống mới hiện tại đối với Bình Lợi hay Nhị Ngọc Toàn hay là những cái giống mới hiện tại bây giờ thì nó giống như cây con vậy đó. Thay vì ghép thì nó cũng giống như cây con. Thì quý khách chăm từ từ giùm em, đừng có nôn nóng qua cái chậu to quá. Đó là một chia sẻ của nhà vườn em ha. Rồi đây là Nhị Ngọc Toàn lá cẩm thạch nha khách. Rồi đây là dòng mai cúc Tây Thi cả nhà ơi. Một trong những cái dòng mai á, là hoa rất là đẹp luôn. Và phơm bông to nè. Trời ơi, nó nở nè, như là cái bông hồng mới nở luôn. Ở e ấp nè, trời ơi, y với bông hồng vàng luôn á cả nhà. Cúc Tây Thi ha, rất là đẹp. Thì dòng này bông chùm nè, lá cũng đỏ nè ha. Chiều cao á là nó tầm bây giờ khoảng cỡ gang rưỡi tay của Huỳnh thôi nè. Có lắc lượng nè, như cây này khoảng là 2 gang ha. Rồi, ghép cái gốc quấn rễ rất là đẹp luôn. Em Huỳnh ghép gốc nhớt, gốc mây vàng nhỏ, quấn rễ, chậu C6 ha. Cây thì có thể khỏe để cho cả nhà mình sưu tầm. 70.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Nó không có to lắm nha cả nhà, bởi vì đây là hàng mai giống nha. Quỳnh đang giới thiệu cho quý khách là hàng mai giống và mai ghép. Ghép chứ không phải dòng mai ương hạt nha khách ơi. Đây là dòng mai ghép cúc Tây Thi và mặt hoa đẹp như vậy luôn. Đó, bông chùm nha. Bông chùm, xếp cái cánh cực kỳ khéo luôn. Rồi đây là cúc Tây Thi. Em giới thiệu thêm cho quý khách một loại nữa. Đó là hoa hồng Thanh Tú. Đây nó có một số bông nó đang nở quá chừng này cả nhà. Thì cây không cao lắm, chiều cao cũng khoảng cỡ ngang rưỡi tay của mình thôi. Đây. Mà nó có ít nhánh như thế này, về sưu tầm mình lấy bo nha. Đó, cái bông nè cả nhà, rất là đẹp ha. Rồi em bao giống nha, vườn Huỳnh bao giống cho mình luôn. Bông chùm, lá đỏ đậm luôn, 70.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Quý khách có thể lấy mỗi loại cây cũng được. Rồi thích loại nào thì cả nhà mình cứ liên hệ cho vườn mai như Huỳnh qua số điện thoại là 0949 234525 nha cả nhà. Rồi một số duy nhất bên vườn Huỳnh luôn. Rồi tiếp theo Huỳnh giới thiệu đây là dòng mai là cúc không nhị hoàng huyết long nha. Cũng chỉ có 70.000 một cây luôn. 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Rồi loại này thì cũng được ghép với gốc quấn rễ rất là khỏe luôn ha. Cao cũng tầm khoảng cỡ gang gửi tay của Huỳnh thôi. Đó. Rồi bên đây em có cái dòng mai giới thiệu nữa cho mình, đó là Vạn Phúc. Dòng mai cúc Vạn Phúc cũng 70.000 một cây luôn ạ. Quý khách có thể lấy mỗi loại cây nha. Cây này được quấn rễ rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi đây là Vạn Phúc nè, 70.000 một cây. Cái dòng này thì nó cực kỳ là nhặt nụ nè, nụ to nè, ít rụng nụ. Và Quỳnh thấy là nói chung là bông nó rất là đẹp. Nó to hơn bông của Thọ Hương tí mọi người. Này là Vạn Phúc ha, cúc Vạn Phúc luôn.